Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì mình đã hết số lượng vật tổ trường sinh để dùng rồi. Thế nên là mình đã tới cái chỗ AFK Farm cuộc xâm lược để mình cày một số lượng vật tổ trường sinh nhất định dùng trong thời gian sắp tới nữa. Không có cái này thì mình khá là rén khi mà làm mấy cái chuyện mạo hiểm. Rồi, giờ thì đã có vật tổ trường sinh rồi. Bây giờ thì bay về nhà và tiến hành công việc trong ngày hôm nay thôi. Dự định là bữa nay mình sẽ kiểu như là tạo ra một cái ruộng để trồng một loại nông sản gì đó. Nhưng mà nó sẽ là một cái ruộng khổng lồ. Tiếc thay là cái khu vực mình ở thì nó không hề có bất kỳ một cái chỗ đất nào đủ rộng để mình thực hiện cái công việc đó. Thế nên là bây giờ mình đang có ý tưởng này là mình sẽ biến cái hồ nước hiện tại. Đây, khu vực này nè. Mình thấy nó khá là rộng luôn. Mình sẽ lấp hết cái hồ lại. Sau đó mình sẽ ốp đất vào và tiến hành làm một cái ruộng ở đấy. Dự định của mình là như vậy. Và có vẻ nó cũng khá là khả quan đấy. Với cái hồ này thì mình ngắm coi, chắc mình cũng làm được cái mẫu ruộng nó hơi bị bự luôn. Wow, được nha, ở đây hoặc là ở đây nè. Ồ, mình thấy ở đây nó rộng hơn này. Có vẻ khả quan đó. Thôi được rồi, bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái nơi nào đó xa xa một xíu để mình đi lấy đất. Tại vì mình không muốn lấy số lượng đất ở gần nhà mình quá thì nó sẽ kiểu như mất mỹ quan ấy. Mình đi tới một nơi cũng tương đối xa cái nơi ở của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào việc lấy thật là nhiều đất mang về. Cây sẻn hôm bữa mới cường hóa, bây giờ mới có dịp để tận dụng này. Hiện tại thì số lượng đất của mình nó cũng được một ít rồi đấy. Ok, chắc như đây là cũng đủ để mình ốp được một phần cho khu vực ruộng trên cái mặt hồ của mình rồi. Giờ thì chắc mình về để mình bắt đầu lắp cái hồ lại thôi. Mình sẽ bắt đầu lắp từ khu vực này. Từ đây mình sẽ bắt đầu lắp ngang qua tới bên kia trước đi. Không biết là với kích thước như vậy thì nó có bị bé quá hay không. Tại vì trong cái tưởng tượng của mình là mình sẽ làm một cái kiểu như là cái ruộng nó rất là bự luôn. Đứng từ xa mà mình nhìn vô là mình chỉ thấy toàn thấy là cái loại nông sản mà mình trồng thôi, kiểu kiểu vậy. Ồ, mà nói nông sản mới nhớ, mình vẫn chưa có quyết định được là mình nên trồng lúa mì, khoai tây hay là cà rốt nè. Hiện tại thì mình có thể trồng được ba cái loại nông sản đó. Để coi nè. Lúa mì thì mình không có cần nhiều quá. Khoai tây thì có khoai tây độc. Cà rốt thì làm... cà rốt thì mình làm được cà rốt vàng. Đó là một loại thức ăn mà ăn rất là no nữa. Mình cũng khá là thích. Ê, hay là bây giờ mình sẽ làm một cái ruộng trồng cà rốt siêu to khổng lồ. Được á. Ok, như vậy thì chắc mình sẽ quyết định rồi. Mình sẽ ốp đất lại rồi sau đó mình sẽ làm một cái ruộng để mình toàn là trồng cà rốt thôi. Rồi, và phần đất mà mình dự định sẽ làm cái ruộng cà rốt là khoảng từ đằng kia cho tới khúc đằng này. Lúc đầu mình chỉ định làm tới đây thôi, nhưng mà kiểu nó, mình thấy nó không được rộng cho lắm nên mình đã quyết định mình nâng nó ra tiếp bên kia luôn. Công việc còn lại của mình là lắp hết đất vào thôi. Nó cũng tốn khá khá đất ấy nha. Số lượng đất của mình chắc là không đủ rồi. Nên chắc sẽ còn có thêm 2-3 chuyến nữa để mình đi lấy thêm đất ấy. Như vậy thì toàn bộ số đất của mình trong cái lần đầu đi lấy chỉ ốp được có cỡ bao nhiêu đây? Gần phân nửa của cái diện tích đất mà mình muốn trồng thôi. Vậy là chắc mình phải lấy cỡ 2 chuyến nữa là chắc đủ đất để ốp hết cái khu vực mặt hồ này rồi. Mà giờ mình mới để ý nha, cái khu vực mà mình lấy đất có rất là nhiều ngựa luôn. Đủ ngựa hết. Ngựa đốm nè, ngựa trắng nè, rồi cả ngựa đen nữa. Hay là một xíu mình qua đây mình lượm một em về ta. Ây da, trời ơi. Đánh nhầm. Ồ, mình cũng chưa có ngựa để cưỡi nữa. Được ấy. Để bây giờ mình lo mình lấy đất trước đi. Một xíu mình lấy xong đất rồi mình sẽ thử thuần phục một nhóc ngựa. Rồi, giờ tới công đoạn là thuần phục ngựa thử nè. Nhiều ngựa quá ta. Kiếm ngựa nào đẹp nhất mình thuần phục trước. Đây, ngựa này đi. Kiểu cái này đen huyền luôn á. Toàn là màu đen thôi. Mình sẽ leo lên, cưỡi thử. Ồ, có vẻ nhanh nha. Nhìn cái cách di chuyển là mình có thể đoán được ngựa có nhanh hay không ấy. Chịu đi nào. Khó tính như vậy. Thường mấy nhóc ngựa mà khó tính gì cũng rất dễ chạy nhanh này.
chịu đi, chịu đi. Ủa, chịu liền. Rồi, rồi, rồi. Mình coi coi mình có đem yên không ta. Ừ, hình như mình không có đem theo yên. Oh, man. Mình không có đem theo yên rồi. Yên ngựa tới đây, yên ngựa tới đây. Ồ, có Ripper, có Ripper. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tâm phải tỉnh, tâm phải tỉnh nha. Mặc kệ mấy con quái. Đi về chỗ khác. Rồi, không có thể ngăn cản mình leo lên ngựa cưỡi đâu. Nữa, 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 nữa. Cưỡi ngựa đêm khuya là một cái trải nghiệm nó hơi nguy hiểm một tí. Nhưng mà mình thích điều đó. Rồi, tạm thời đặt cái rương này xuống. Con Ripper đi ra. Nhiều con nó muốn lại nó... Nó vây mình quá, mình không có mang theo cái giường để ngủ rồi. À, bây giờ muốn cưỡi ngựa cũng hơi căng đây. Rồi, để yên lên. Chạy nào. Giống ngựa này chạy cũng khá là nhanh này. Mình dự đoán đúng rồi nè. Quay được nha, mới lần đầu thuần phục thôi mà mình đã có được một em ngựa có thể nói là chạy khá là nhanh. Rất phù hợp cho những cái chuyến đi khám phá gần này. Chỉ có điều cái em ngựa này thì nhảy không có quá cao. Nhưng mà như vậy thì cũng khá là ổn rồi đó. Tạm thời thì để ngựa ở đây đi. Mình chưa có dẫn về được. Bây giờ mình phải về nhà để tiếp tục cái công việc là ốp đất trên cái mặt hồ. Xong việc nhanh thì mình còn dẫn ngựa về nhà nữa. Ui mà tính ra lần trước á, mình ép cái dòng rón rén nhanh. Nó rất là phù hợp cho cái công việc bữa nay mình dùng luôn nè. Kiểu mình cần phải ngồi và đặt lốc liên tục. Và cái dòng đó nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều luôn. Như vậy thì mình phải lấy thêm một lần nữa. Chứ cái số đất hồi nãy mình lấy nó không đủ để ốp hết cái phần mặt hồ còn lại. Còn một góc thôi à. Cố lên, cố lên. Nhưng mà bây giờ có một cái vấn đề khác đã diễn ra rồi. Là cái phần đất mình vừa ốp, nó cũng như là một cái sân chơi cho cái bọn quái vật nó xuất hiện vậy. Từ xương nè, zombie, creeper, nhện rồi cả mấy anh enderman nữa. Trời ơi, tụ tập lên cái phần đất mà mình cong xương sống lên mình ốp vào. Không được, không được, mình không thể điều đó diễn ra được. Mình phải đi lấy đuốc và cắm hết cái phần đất thôi. Ủa mà, khoan. Ủa mình cắm gì? Xíu mình cũng đi trồng cà rốt mà. Ôi, không ổn, không ổn mà, không ổn rồi. Khoan, khoan. Cây sẻng của mình bây giờ nó... nó sắp gãy mất rồi, không thể đào tiếp được nữa đâu. Mình phải đi sửa nó lại thôi. Ý là mình đã cường hóa cho nó lần trước rồi đấy. Thêm vòng trầm hỏng các thứ nhưng mà... Với tốc độ đào và số lượng đất đào cực kỳ lớn như vậy thì cái sẻng xịn cái nào cũng chịu không có nổi đâu. Và hiện tại thì nó đang được sửa khá là nhanh này. Ok, lỡ sửa thì mình sửa cho nó full đi. Mình dùng cho nó lâu hẳn luôn. Và như vậy thì mình đã xong cái bước đầu tiên. Đó chính là ốp hết cái phần mặt hồ bằng đất rồi. Bước tiếp theo của mình nó sẽ vất vả hơn một xíu. Đó chính là sử dụng cây cuốc để cuốc hết toàn bộ cái phần đất này trở thành đất ruộng. À mà không quên là mình sẽ đặt thêm xô nước xuống nữa. Tại vì đất trồng ruộng nó sẽ không thể tươi tốt được nếu như mà nó thiếu nước. Ở đây mình sẽ làm nhiều nhiều một xíu. Đây, cỡ nhiêu đây xô đi. Tính ra mình cũng đặt khá là nhiều cái ô nước đó chứ. Nhưng mà mình sẽ chia cái khoảng cách làm sao cho nó tiết kiệm nhất có thể để mình có thể trồng thật là nhiều cà rốt ở trên cái ruộng này. Như vậy thì cứ cách 8 ô thì mình sẽ có một xô nước. Là cái khoảng cách mà mình sẽ tiết kiệm được ô nước nhất có thể luôn. Đấy, tương tự thì mình sẽ làm hết cái phần đất này. Ê, ê, cái gì đây? À, thì ra bây giờ còn có đất tặc nữa. Mình đã cất công ốp hết rồi mà thanh niên này dám ăn trộm đất. Dám ăn trộm đất hả? Hả? Sao vậy? Hả Enderman? Ai chỉ ăn trộm đất vậy? Người ta cong cơm ong lên, người ta hé đặt từng cục đất. Mình nở lòng nào đi ăn trộm đất của người ta. Không biết nó lượm cục đất ở khúc nào nữa nè. Không ai mượn đâu à. Còn có vài ô nước nữa thôi mà sao khó khăn dữ vậy. Ok. Như vậy thì mình đã xong cái việc kiểu như là phân chia ô nước rồi. Bây giờ thì tới công đoạn tiếp theo. Đó chính là mình sẽ chuẩn bị cái lượng lớn cà rốt để mình có thể trồng hết vô cái ruộng này. Mình không biết là cỡ bao nhiêu stack để lấp đầy nguyên cái ruộng này nữa. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình cũng cần farm khá là nhiều đấy.
À, nhưng mà bây giờ trời đang mưa hết ta, không biết có ngủ được không nữa. Để mình ngủ giấc cho trời nó... Ok, ngủ được. Cho trời quang mây tạnh, quái vật nó biến mất bớt đi. Để mình tiện mình cuốc đất hơn. Chứ bây giờ mà cuốc đất thì cũng khá là khó. Vì bị mấy con này nó làm phiền liên tục à. Ý! Nó rơi ra củ cà rốt luôn nè. Hợp lý. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái củ cà rốt mình vừa farm được luôn. Mình sẽ đi nhân giống lên thật là nhiều. Và cách nhanh nhất để mình có thể nhân giống được cà rốt đó chính là mình sẽ dùng bột xương. Mà bột xương thì ở bên địa ngục có khắc có rất là nhiều luôn. Mấy lần trước mình có đi ngang những cái chỗ hóa thạch xương ở dưới địa ngục mình thấy vậy. Nên là bây giờ chắc mình sẽ xuống địa ngục để tìm lại những cái chỗ hóa thạch đó và đào sạch sành xanh về luôn. Đây, mới qua là gặp liền luôn này. Quá trời quá đất luôn. Cái này thì nó thường có nhiều ở cái vùng cát linh hồn giống như vậy. Ui, nhưng mà bây giờ nó bị nhung nham nó... Nó đe dọa rồi. Không được. Mình phải lắp cái phần nhung nham cạnh cái phần xương này mới được. Kẻo mình đào cái nó rớt vô nhung nham rồi mất khối xương. Một khối như vậy là mình đổi ra tới được 9 bột xương lận đấy, rất là nhiều luôn. Nên là mình phải chắc chiêu từng khối xương ấy. Trời, phóng một lắc à. Mình định cà khịa con gát cái. Này thì gát nè. Ui, nó né. Chơi mà chơi né. Này thì né nè. Ui, phóng vậy mà không tới cơ. Rồi, bây giờ thì mình ngồi đây và bắt đầu nhân giống cái số lượng cà rốt lên thôi. Mình sẽ... quên lấy cây cuốc nữa. Thiếu cây cuốc. Mình cuốc một phần đất ở đây. Rồi, sau đó đổi hết số khối xương thành bột xương. Và nhân giống thôi. Ê, quên. Phải dùng cúp gia tài thu hoạch chứ. Đây, dùng cúp nè. Đó, như vậy thì mình sẽ có được... khá là nhiều cà rốt sau mỗi lần thu hoạch đấy. Rồi, áp dụng cách này và kiếm thật nhiều cà rốt nào. Hiện tại thì mình đã được bao nhiêu đây cà rốt rồi. Chắc cũng đủ để nhân giống một khoảng trên cái ruộng cà rốt khổng lồ của mình rồi đó. Giờ thì vừa cuốc và vừa trồng thôi. Đấy, mình sẽ vừa cuốc vừa trồng như vậy. Tới khi nào hết cái thửa ruộng thì thôi. Oh my gosh. Khá là đuối luôn ấy. Và đây là tổng quan một phần. Cái này chắc là cỡ 1/4 của cái ruộng của mình rồi. Nói chung thì cũng khá là hài lòng rồi đấy. Bây giờ thì mình đã không còn bất kỳ cái cà rốt nào hết. Và cũng có vài cái chỗ cà rốt nó đã chín rồi cơ. Chắc mình sẽ đi sơ lại một vòng để mình cày thêm cà rốt. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục công đoạn nhân giống cà rốt trong cái ruộng mình thôi. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái kế hoạch làm được một cái thửa ruộng cà rốt có thể nói là siêu to khổng lồ luôn. Và công việc tiếp theo của mình đó chính là trang trí cho cái thửa ruộng cà rốt này một ít cái chi tiết để cho đẹp hơn thôi. Mà chắc bây giờ mình cần phải đi ngủ á. Ok. Mình đang cần khá là nhiều bột nhuộm màu cam để mình chế tạo thành những cái bê tông màu cam. Lý do là vì mình đang muốn trang trí trên cái thửa ruộng cà rốt mình những cái củ cà rốt khổng lồ đó, để làm nổi bật lên cái thửa ruộng. Và đồng thời thì trong những cái củ cà rốt đó, biết đâu mình lại có đủ diện tích và sau đó đưa những cái bác dân làng vào bên trong để ở luôn. Rồi mình sẽ dạy cho những cái dân làng đó cái nghề nông dân để giúp mình có thể bán đi những cái cà rốt mà mình thu hoạch được từ thửa ruộng. Lúc đó thì chắc mình sẽ giàu to cho xem. Hợp lý. Rồi bây giờ thì làm ít cái nguyên vật liệu xây dựng trước cái đã. Bây giờ để mình coi mình sẽ bắt đầu từ chỗ nào trước đây ta. Ôi trời đất ơi. Bây giờ mình đang bắt đầu bị hoa mắt bởi những cái cà rốt nè. Có những cái phần đất mà nó không đủ nước hay sao ta? Phần đất này nó hư mất rồi. Thôi kệ đi, chắc cũng không có chiếm số lượng nhiều đâu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí cái củ cà rốt khổng lồ đầu tiên ngay tại vị trí này đi. Tầm này mình sẽ bắt đầu cho một củ cà rốt. Và diện tích để làm ra được một cái củ cà rốt khổng lồ này là nó cần cỡ 3 ô bên trong. Ok. Rồi mình sẽ bắt đầu đặt những cái khối bê tông ở bên ngoài. Giống như vậy.
xe trước ở bên ngoài đi. Và vì trong đây, ôi ba ô có bé quá không ta, ôi bốn ô đi, ba ô thì bé quá. Đấy, mình sẽ xây trước bốn ô như vậy. Ok, hoặc cái đường ra vào là mình sẽ đặt hướng về ngôi nhà của mình cũng được. Rồi sau đó mình sẽ kéo nó lên cỡ ba ô, tại vì ở đây mình sẽ đặt cái cửa nè. Tiếp theo ở mỗi góc thì mình sẽ thêm vào một ô, ở đây, ở đây, và ở giữa mình cũng sẽ thêm vào hai ô giống như vậy. Nhìn lại coi nó có cân đối chưa, nó cân đối là mình xây đúng ấy. Rồi như vậy thì mình đã xây qua được cái phần gốc của cái củ cà rốt rồi đấy. Giờ thì mình sẽ cho nó lên thêm cỡ tầm này, tại vì củ cà rốt thường thường thì nó sẽ hơi dài dài một xíu thì trông nó sẽ đẹp hơn ấy. Và cái phần thân của củ cà rốt thì mình đã làm xong rồi, bây giờ thì nghĩ lại coi nó có giống chưa ta. Ai chà chà, cũng cũng chưa giống hẳn lắm, chắc tại do chưa có cái phần cuốn của cái củ cà rốt ấy, cái phần xanh xanh kìa. Thế nên là bây giờ chắc mình sẽ làm luôn cái phần đó đi. Phần xanh đấy thì mình sẽ dùng lá cây để mình làm cho nó giống nhất có thể. Rồi sau khi đặt một nùi lá ở trên này thì bây giờ mình sẽ nghĩ lại cái nữa nha. Không biết có giống chưa nữa ta. Mình xây củ cà rốt mà nhìn không ra củ cà rốt là toàn luôn đấy. Oh man. Chết tụi nó ra cái củ gì rồi chứ không phải củ cà rốt rồi. Oh gosh. Nhất là cái phần cuốn này có vẻ là hơi nhỏ này. Lần này hy vọng là nhìn nó sẽ khá hơn. À, lần này thì bắt đầu giống củ cà rốt hơn rồi nè. Đấy đấy đấy, nó bắt đầu giống những củ cà rốt được trồng trên thửa ruộng hơn rồi đó. Rồi luôn, chuẩn luôn. Như vậy thì mình sẽ xây thêm thật là nhiều những củ cà rốt tương tự ở trên khắp cái thửa ruộng này. Mình nên xây tầm bao nhiêu cái là vừa ta? Tại vì thửa ruộng mình nó cũng không gọi là quá bự cho lắm, nên là mình phải cân nhắc á. Mình sẽ ở đây thêm một cây nè. Đây, 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 đây và đằng kia. Và đây nữa. Wow, tính ra thêm cũng khá là nhiều củ cà rốt như vậy ấy. Và sau cùng thì những cái ngôi nhà cà rốt khổng lồ của mình đã hoàn thành rồi. Mình cũng đã đưa được tổng cộng là 5 cái bác dân làng vào 5 cái ngôi nhà cà rốt này để đảm nhiệm cái nhiệm vụ đó chính là thu mua cà rốt giúp mình. Chứ bây giờ mình có cái ruộng bự như vậy nè, mà không có ai mua là mình ăn ăn xỉu luôn rồi, cũng không hết đấy. Rồi, và giá mua thì mình thấy cũng không phải là giá quá tốt, nhưng mà ít ra thì bây giờ mình cũng đã có thêm một cái cách nữa để có thể cày ngọc lục bảo. Đó chính là thu hoạch cà rốt, rồi sau đó bán cho những cái dân làng nông dân giống như vậy. Đấy, chỉ cần chăm chỉ một xíu thôi là mình sẽ nhanh chóng có được thật là nhiều ngọc lục bảo thôi. Ngoài ra thì những dân làng còn mua thêm bí ngô à. Hay là làm thêm cái ruộng bí ngô nữa ta. Nhưng mà chắc không phải là hôm nay rồi. Nhưng mà sơ bộ thì mình đã đạt được cái mục tiêu của mình trong ngày hôm nay rồi. Cũng khá là hài lòng rồi đó. Sắp tới để mình coi có cách nào để mình trang trí cái đường đi này cho nó đẹp hơn hay không. Tại vì hiện tại đường đi thì mình chỉ làm cái đường đất, rồi sau đó dùng cái xẻng và bỏ lớp cỏ ở phía trên thôi. Chắc sắp tới mình sẽ có một chút chỉnh sửa về cái con đường này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tạm thời bỏ qua cái chuyện làm nông dân đi. Mình sẽ chuyển sang công việc đó chính là dẫn ngựa về nhà. Hồi nãy thì mình có thuần phục được một cái em ngựa màu đen chạy khá là nhanh luôn. Và mình không thể để ngựa đen ở bên kia mãi được. Mình phải sẽ dẫn về nhà để có gì mình còn cưỡi đi vòng vòng cho đã cái nư nữa chứ. Đâu. Đây, ngựa của mình dễ nhận biết lắm. Có cái yên sẵn mà mình quánh giấu rồi. Nhưng mà chắc mình sẽ thuần phục thêm được không ta? Mình có đem cái dây mà đúng không? Dây lúc nào mình cũng để trong cái rương mà. Chính xác. Được, mình sẽ thuần phục thêm một nhóc nữa đi. Để cho ngựa mình có bầu bạn nữa chứ. Đây coi nè. Wow, ngựa đốm này cũng chạy khá là nhanh nè. Nhìn cái bước đi là mình cũng có thể đoán được ấy. Hy vọng là lần này mình sẽ đoán chính xác. Trời ơi, đá mình xuống liên tục kìa. Ngựa này khó tính quá. Chắc là chạy nhanh rồi. U là trời. Nãy giờ chưa được, còn khó tính hơn cả ngựa đen của mình lần trước nữa.
Đây đây, khó thì cũng phải về đội của mình thôi. Rồi mượn tạm cái yên bên này, mình sẽ gắn cho ngựa đốm. Rồi chạy thử. Ngựa đốm có vẻ cũng khá là nhanh này. Và khả năng nhảy thì còn vượt trội hơn cả ngựa đen cơ. Cái này là nhảy chắc tầm được 3 ô không? Khoảng 2 ô mấy 3 ô ấy. Nói chung ngựa đốm này cũng ok này. Ui trời trời, cái ngựa này cũng đẹp nè. Thử coi. Nhóc ngựa đẹp này thì có vẻ chạy cũng tương đối thôi, cũng xem với ngựa đốm hồi nãy ấy. Nói chung là hôm nay mình toàn là thuần phục được những cái em ngựa mà chạy nhanh thôi à. Đã ghê luôn. Và chắc mình sẽ dẫn hết về nhà luôn ấy. Coi. Mình sẽ dẫn ngựa nâu nè. Rồi ngựa đốm đâu ta? Ngựa đốm hình như bên đây. Ok. Đúng không nhỉ? À chính xác. Để không tôi dẫn nhầm ngựa thì phiền lắm. Ok, bây giờ thì mình sẽ cưỡi ngựa đen và dẫn hai nhóc ngựa mới này về luôn. Nhưng mà đường về có vẻ khá là gian nan ấy, tại vì mình thấy rất là nhiều Reaper các thứ nó chặn đường mình cơ. Mình chỉ ngán mỗi con Reaper thôi, tại vì nó có thể gây hại cho những em ngựa của mình. Quận đi thì khá là dễ, nhưng mà quận về thì mình phải đi đường vòng các thứ, vì ngựa của mình đi qua mấy cái chỗ rừng cây đước khá là khó khăn ấy. Rồi, và mình sẽ tận dụng luôn cái phần ruộng cà rốt để đi qua cho nó dễ. Rồi, tới đường trường rồi nè, chuẩn bị hết ga hết số nè. Trời ơi, nó đã. Công nhận có ngựa xịn, cưỡi nó đã ghê luôn ấy. Mặc dù bay thì nhanh hơn nhưng mà cảm giác nó không đã bằng cưỡi ngựa đâu. Mình thấy cưỡi ngựa vẫn là một cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Quẹo cua này, quá dữ luôn. Thôi, nhảy thì bỏ qua đi, nhảy sẽ hư ruộng á. Rồi, ok, tiếp tục. Hết ga hết số về nha. Quá là dữ luôn. Ê, có chừng lọt nha. Ok. Oh, man. Vừa mới nói với câu lọt luôn, hai nhóc ngựa xuống cái hồ này. Ú là trời. Thiệt cái tình á. Rồi, lên. Ok, an toàn. May là cái này là cái hồ nước đó nha. Cái hồ nhung nham là chắc thôi xong luôn. Có thịt ngựa luôn rồi đó. Rồi. Giờ thì tạm thời mình chưa có nơi ở đàng hoàng cho ngựa ấy. Nên là tạm thời ngựa ở chung với dê đi nha. Ủa mà thôi. Không lại để ở chung đâu. Ở chung dê hút ngựa. Dê thấy gì chứ tính nóng lắm. Rồi. Buộc ngựa ở đây. Hắc mã sẽ ở đây. Rồi ok. Như vậy thì chắc dê sẽ không đủ tầm mà hút đâu. Mình cũng muốn đặt tên cho ngựa lắm ấy chứ. Nhưng mà hiện tại mình hết thẻ tên mất rồi. Không hẳn. Hình như mình còn hay sao á. Hình như còn. Để mình xuống cái kho của mình. Mình kiểm tra lại cái rương Sugar này. Mình nhớ cái rương này mình lướt được thẻ tên hay sao nè. Chính xác. Vừa đủ 3 cái thẻ tên luôn ạ. Ý trời rồi. Rồi mình có 3 nhóc ngựa nên mình sẽ đặt 3 cái tên khác nhau đây. Tên gọi thì mình sẽ gọi theo cách kiểu gần gũi nhất. Ê, sao bị... Bị kẹt nút. Rồi, tên gọi thì mình sẽ đặt theo cái ngoại hình của mấy nhóc ngựa thôi. Chẳng hạn như là đây. Ngựa này có đốm đúng không? Mình sẽ đặt tên là bé đốm. Đó. Còn ngựa này màu đen thì mình sẽ đặt là bé đen. Và cuối cùng, nhóc này màu nâu thì mình sẽ đặt là bé nâu ha. Đấy. Vậy là sắp tới... mình sẽ có thể cưỡi một trong ba bé này để đi khám phá trong cái kiểu như là khoảng cách gần rồi. Chứ đi xa quá thì mình nghĩ là cưỡi ngựa cũng gặp khá là nhiều vấn đề. Tại vì ngựa mà băng qua biển thì cũng rất là khó khăn ấy. Nên là chắc sắp tới mình phải gán kiếm thêm một loài ngựa nữa. Nó hơi hiếm hơn. Đó chính là ngựa xương. Thường xuất hiện trong những cái đợt mưa giông sấm chớp nè. Xét đánh thì hên có thể xuất hiện ra một cái binh đoàn ngựa xương á. Lúc đó thì mình sẽ cố gắng thuần phục một bé để dành ha. Và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình làm nốt cái công việc còn lại trong ngày hôm nay. Đó chính là qua địa ngục và săn một vài con xương đen. Từ đầu tới giờ mình cũng farm khá là nhiều xương đen đấy. Nhưng mà mình chưa có được cái đầu xương đen nữa hết. Cũng hơi nhỏ. Nên là hy vọng lần này mình sẽ có thể săn được tầm vài cái đầu xương đen để có thể... Ui, cái gì đấy?
Ôi trời trời trời, đâu ra con zombie nó đứng sẵn trong cánh cổng, nó đợi mình đi vào rồi nó quýnh mình ạ. Oh gosh. Rồi bây giờ thì mình sẽ cố gắng farm xương đen để hy vọng là có thêm vài cái đầu. Và sắp tới biết đâu mình lại có thể đánh nhau với cả boss Wither thì sao. Ừ, cái gì? Oh, mới bước vào pháo đại địa ngục mình đã có được cái đầu xương đen đầu tiên rồi. Mình quá thật rất là may mắn luôn. Được thật sự. Rồi để tăng cái độ hổ báo cáo trộn của mình lên, mình sẽ đổi đầu xương đen và đi chiến đấu với mấy thanh niên xương đen luôn. Ngại gì vết bẩn, bước vô đây. Ngon thì nhào vô. Thích thì bá vô đây mà đút. Ơ, cái đầu xương đen thứ hai rồi. Ui, ai da, mình bị đánh lén. Oh gosh, oh gosh. Ui, bị đánh lén nữa. Ổn hay không đây, ổn hay không đây. Ui, tí nữa thì đi rồi. Yeah, và chúng ta đã có được 2 trên tổng số 3 cái đầu xương đen cần tìm rồi. Với cái đài như vậy thì chắc mình sẽ nhanh chóng về nhà và có thể triệu hồi được Boss Wither để xử trong ngày hôm nay luôn đó. Nè nè, nữa nè, nữa nè. Bên này hơi căng tại vì có mấy con quỷ lửa nên là mình cũng hơi rén một xíu. Nhưng mà không sao, vừa đánh vừa né đòn tấn công của quỷ lửa thôi. Đây, có luôn rồi. Như vậy thì trong chốc lát mình đã sở hữu được đủ 3 cái đầu xương đen để có thể triệu hồi được Boss Wither rồi. Ồ, hôm nay nhân phẩm hơi bị cao nha. À, và sẵn tiện mình đang ở gần cái chỗ mấy cái nấm kỳ dị nè, mình sẽ qua đấy để mình lấy một ít cái nấm kỳ dị về luôn. Bên cạnh gỗ ra thì mình còn muốn lấy thêm mấy cái đèn này nè. Mấy cái đèn này về trang trí cũng đẹp lắm đó nha. Ủa, hay là mình sẽ gắn mấy cái đèn này trên cái thửa ruộng cà rốt của mình. Tại vì mặc dù mình trồng rất là nhiều nhưng mà hệ thống ánh sáng thì gần như là mình chưa có luôn. Ừ, mình sẽ đặt những cái đèn này trên mấy cái ô nước là hợp lý luôn nè. Wow wow wow, ý kiến hay đó. Vậy là phải lấy thật nhiều những cái đèn nấm này mới được. Công việc đầu tiên sau khi trở lại mặt đất đó chính là mình sẽ tìm một cái hang nào đấy đủ sâu để mình có thể đánh nhau với Boss Wither cho nó an toàn. Oh, cái hang gần trước mình đào kim cương nè. Wow, được ta. Được luôn, chắc mình sẽ dùng cái hang này. Rồi sau đó tìm một cái góc nào đó. Chỗ nào giờ nhờ? Chỗ này đi. Ok. Mình sẽ triệu hồi một con Boss Wither ngay khu vực này. Và mình cũng có mang theo cả táo vàng. Tại vì đánh nhau với con này thì cũng khá là căng đấy. Nó cũng rất là mạnh nên là mình phải mang theo táo vàng để ăn phòng trừ trường hợp cấp bách. Rồi. Và không quên đào một cái đường lui nữa. Tại vì nó, lúc mà nó hồi sinh xong á, nó sẽ nổ một cái mất cũng bộn sát thương ấy. Nên là có gì lui ra xíu. Rồi, giờ thì xúc liền cho nóng nè. Rồi, rồi, rồi. Chuẩn bị, chuẩn bị. Quất chai táo vô đi. Mình có xô sữa nha, nên là yên tâm. Đụng là đụng thôi đó. Dồi vô. 500 hiệu dưới boss luôn. Ây da, ây da, nó bay lên rồi. Oh. Ui, cái này mình chưa tính tới. Chết tiệt, dám, người dám bài à. Ôi, nó nổ thế vậy cũng mạnh như người ta. Rồi bây giờ nó nửa cây máu là mình hết bắn xa được rồi. Phải tìm cách để áp sát nó thôi. Chết tiệt. Rồi bây giờ đã hết bắn được rồi đó. Hay da. Ôi, coi căng 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 nha, căng nha, căng nha. Ui da, độc nó mạnh chưa cơ. Còn quỳ đợi không kiếp, người ngon xuống đây. Người có ngon thì ngươi xuống đây. Ui, ui, ui. Máu mất rất là nhiều luôn. Ủa, nó đang hồi phục hay sao vậy? Bắn nó tiếp nè. Bắn nó tiếp nè. Nó còn chặt được, còn chặt được. Mình chặt được rồi. Chặt tiếp. Mình sẽ tận dụng mấy cái backup ở phía sau của mình để mình đánh nó. Vô, vô. Khô máu luôn. Vô. Sắp được rồi, mình sắp được rồi. Mình sắp được rồi. Thành công rồi. Và mình có được một cái sao nè đó. Ui ui, uống sữa, uống sữa. Rồi. Ok. Ui, ý là mình full giáp nè đồ rai đấy. Mà chiến đấu với nó cũng khá là cực lực đó nha. Wow, và xong phim rồi. Mình đã có được một cái sao nè đờ đầu tiên từ việc đánh bại Boss Wither. Quá đã. Giờ thì mình sẽ về và sử dụng cái ngôi sao này và làm liền một cái đèn hiệu cho nóng nào. Mình sẽ cho thủy tinh vào
cho hắc diệm thạch và cuối cùng là cái ngôi sao. Ta-tan! Mình đã có được đèn hiệu rồi. Và cái đèn hiệu này mình có thể kích hoạt nó bằng khối sắt đi nha. Sắt thì mình có rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn. Tạm thời thì mình sẽ làm đèn hiệu kiểu full bằng sắt đi. Rồi mơ mốt kiểu mình có nhiều khoáng sản hơn thì mình sẽ đổi nguyên vật liệu. Chẳng hạn như là đèn hiệu full bằng vàng, rồi full ngọc lục bảo, hoặc là xịn hơn nữa là full bằng kim cương. Cũng là một cái ý kiến hay đó. Và cái đèn hiệu này mình sẽ đặt ở chỗ nào giờ ta? Mình thấy khu vực này trống nè. Ờ chắc mình sẽ đặt ngay khu vực trống này luôn ấy. Cũng là khu vực mình hay tới lui nữa. Như vậy thì mình đã có được đủ 4 tầng cho cái đèn hiệu này rồi. Tán tàn. Sáng đi. Đó. Như vậy thì mình đã xong cái phần thành tựu về cái đèn hiệu luôn rồi. Và ở cái đèn hiệu mạnh nhất này thì cái tầm của nó cũng khá là xa ấy nha. Rồi và mình sẽ chọn một cái hiệu ứng coi. Mình sẽ ưu tiên chọn tốc độ. Ồ, kháng cự đi nha. Ờ mình thấy kháng cự này cũng khá là ok nè. Nó cho mình trâu hơn. Kháng cự cấp độ 2. Quá đã. Nhưng mà một cái đèn hiệu có vẻ vẫn chưa đủ ấy nha. Khu vực này nó còn đủ trống để mình có thể làm thêm 1, 2, 3. Ừ, nếu mình mở rộng ra thêm xíu mình làm được 4 cái chỗ đèn hiệu ở đây là rất là đẹp luôn ấy. Ồ, chắc mục tiêu sắp tới của mình là có thêm 3 cái đèn hiệu nữa quá. Sắt còn dư quá trời ở nhà kìa. Rồi và bây giờ khi có kháng cự thì... Ui giời ơi. Chắc mình đứng ở đây cho nó quýnh từ đây tới sáng luôn quá. Đấy. Ui ui ui, thốn nha, bắt đầu thốn rồi nha. Ây da, cũng ra gì đấy. Cũng kinh phết đấy. Ui giời, nhưng mà mình chỉ cần ăn vô thôi là mình lại hồi phục lại đầy máu cơ. Đó chính là cái năng lực mà mình thấy khá là hay từ cái hiệu ứng kháng cự. Còn bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình qua bên cái ruộng của mình để mình gắn vào những cái đèn nấm. Ui da, chà, ở đây đông quái thế. Thôi thôi đi ngủ đi, sáng hả, gắn đèn nấm. Quá trời quá đất quái, nó tụ tập rồi. Tại vì nó không spawn được trên cái chỗ ruộng của mình. Thế nên là nó spawn gần ruộng mình thôi. Nguy hiểm thiệt. Ê, ê, mình không nên dắt nó vô ruộng mình. Nó dẫm là hư hết cà rốt của mình đấy. Wow. Gắn cái đèn nấm lên nhìn cái ruộng mình đẹp hơn hẳn này. Wow. Đây rồi, mình đã tìm ra cách để cho cái ruộng của mình trở nên đẹp hơn rồi. Quá là thích luôn. 2000 years later. Nhìn ngắm lại thành quả nào. Nói chung thì mình khá là ưng ý với cái ruộng cà rốt của mình hiện tại. Vì lượng sản lượng cà rốt thì mình thấy nó rất là nhiều rồi nè. Ánh sáng thì đã đầy đủ. Chỗ bán cà rốt thì cũng đã có luôn rồi. Sắp tới thì chắc mình phải cố gắng cày cuốc thật là nhiều để kiểu như là có thêm một số lượng lớn ngọc lục bảo. Biết đâu mình lại có thêm vài cái đèn hiệu mà nó được thắp sáng bằng khối ngọc lục bảo thì sao. Ồ, cái đó thì hoàn toàn có thể nha. Và tóm lại trong ngày hôm nay á, thì mình đã vừa có được một cái thửa ruộng cà rốt nè, mà còn vừa có được cả một cái đèn hiệu đầu tiên nữa. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì những cái mục tiêu mà mình vừa đề ra nó sẽ sớm được thực hiện, và cũng như mình sẽ có những chuyến khám phá ở những vùng đất mới nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.